Có thể các bạn không biết một điều, chỉ tính riêng trên Shopee rồi nhá. Huawei Band 6 như chiếc máy anh đeo đây bán được đến 1.200 chiếc. Trong khi đó với tai nghe Huawei FreeBuds 4 cũng bán được đến hơn 700 chiếc. Và đây là một bộ đôi đã làm mưa làm gió trong thời gian vừa rồi. Và hôm nay chúng ta hãy cùng đánh giá lại bộ đôi này sau một thời gian ra mắt tính ra cũng khoảng tầm 5-6 tháng gì đấy, để xem người dùng họ đã cảm nhận như thế nào và họ đã phàn nàn gì về Huawei Band 6 cũng như Huawei FreeBuds 4. Bắt đầu rồi nhá. Đầu tiên chúng ta hãy nói về Huawei Band 6 trước đi, bởi vì đây là một sản phẩm mình rất là thích khi mà thiết kế của nó cũng như màn hình và tính năng. Nếu mà xét trên tổng giá tiền ấy, thì đây là một sản phẩm 7/P rất là tốt. Tuy nhiên làm gì có sản phẩm nào hoàn hảo, chính vì thế mà chúng ta vẫn sẽ có những cái điểm mà người dùng họ phàn nàn. Đầu tiên họ phàn nàn về việc chiếc Huawei Band 6 là một cái sản phẩm mà nó chỉ rung thôi các bạn ạ, chứ nó không sáng màn hình như kiểu một số thiết bị khác. Tuy nhiên đây không phải là một cái điều hoàn toàn đúng, mà nó sẽ tùy trường hợp các bạn nhé. Lưu ý, chiếc Huawei Band 6 là một sản phẩm nó thiết kế và tính năng tương đối giống chiếc Apple Watch. Cụ thể, nó sẽ chỉ sáng màn hình khi bạn nhấc tay lên, tức là khi bạn chú ý đọc tin nhắn. Còn nếu trong trường hợp các bạn không chú ý đọc tin nhắn ấy, nó sẽ chỉ rung để thông báo thôi. Điều này đồng nghĩa việc là màn hình nó sẽ không tự sáng lên và người khác cũng không thể đọc được tin nhắn của bạn. Đấy, các bạn cần lưu ý điều này, nó không phải lỗi, nó là một tính năng nhá. Ngoài ra cái việc chỉ rung nó cũng sẽ có một tác dụng, đó chính là chúng ta sẽ hạn chế hao pin hơn. Và thời gian pin của chiếc Huawei Band 6 này thực sự là một con số ấn tượng khi mà nó đến khoảng tầm hơn 2 tuần. Trước này ấy, thì mình cũng đã làm cái video đánh giá chi tiết gửi đến các bạn rồi. Tiếp theo đó vấn đề khi mà chúng ta sáng mới ngủ dậy, đôi lúc các bạn phải lắc vài ba lần thì cái đồng hồ nó bắt đầu nhận là chúng ta chuyển động cũng như sáng màn hình. Nhiều người coi lỗi nhưng thực ra không phải như vậy nhá. Mà đơn giản là em Band 6 ấy, nó là chắc chắn rằng các bạn đã ngủ dậy hay đơn giản là các bạn đang xoay mình thôi. Bởi vì thực tế chúng ta ngủ mơ nhiều mà các bạn, một số bạn xoay ngang xoay ngửa. Chính vì thế mà khi sáng ta thức dậy ấy, để chắc chắn rằng chúng ta đã dậy rồi thì em Band 6 nó sẽ đợi một thời gian để xác nhận cử động chúng ta, để đảm bảo rằng chúng ta đã tỉnh dậy. Tiếp theo là vấn đề với một số anh em sử dụng hệ điều hành Android thì mình thấy rằng các bạn phản ánh việc đó chính là sau một thời gian sử dụng máy ấy, thì nó sẽ bị ngắt kết nối điện thoại. Thực ra đây là nguyên nhân do máy các bạn ạ. Các bạn cần chú ý một điều, đó chính là với một số mẫu máy Android ấy, nó sẽ có hệ thống dọn dẹp bộ nhớ cũng như là tự động đóng những ứng dụng không cần thiết. Chính vì thế điều các bạn cần làm đó chính là cấp full quyền cho ứng dụng Huawei Health để nó có thể tự khởi động, tránh hiện tượng đó chính là máy mất kết nối nhá. Đây là một điều mình cần lưu ý với những bạn nào đang sử dụng máy Android, nhất là những cái máy đến từ thị trường Trung Quốc bởi vì hay có tính năng này. Đó là những gì mọi người phản ánh về em Huawei Band 6. Còn lại thì mình thấy rằng em này là một sản phẩm đáng đầu tiền bán gạo, nhất là khi hiện tại mức giá chỉ khoảng tầm là 1 triệu mốt thôi bạn, sau khi bạn nhập hết các code giảm giá, chưa kể là mức giá thậm chí có thể xuống sâu hơn nữa, chỉ khoảng tầm là 990.000. Một số người đã mua ở mức giá này. Còn bây giờ sẽ là 3 điểm mình ưng nhất về chiếc Huawei Band 6 sau một thời gian dài sử dụng. Thứ nhất, đó chỉ là dây đeo thoải mái. Và nếu so với các hãng khác như kiểu Oppo Band, Mi Band thì mình thấy rằng dây đeo của Huawei Band nó mềm hơn rất là nhiều. Đeo theo kiểu cổ điển nên cũng không sợ bị tuột dù có hoạt động mạnh đến đâu. Điểm trừ chính là việc thay dây có phần hơi khó khăn, nhưng mà được cái là tiện lợi, các bạn search dây ấy, thì bán cũng nhiều. Hiện nay các bạn search trên những sàn thương mại điện tử, mức giá cho một bộ dây của Huawei Band 6 nó chỉ khoảng tầm là 75.000 thôi, chưa kể miếng dán cũng rẻ nữa. Điểm thứ hai khiến mình ưng của em Huawei Band 6 đó chính là phần màn hình cực kỳ to và đã đọc thông báo chuẩn luôn các bạn ạ. Và có thể nói đây là em vòng đeo tay tầm giá 1 triệu cho cái màn hình rộng nhất mà mình từng thấy. Phông chữ cũng dễ nhìn, các icon to. Nói chung việc đọc thông báo thì mình thấy rằng em này cho khả năng hiển thị ngon nhất rồi. Bạn nào đã dùng qua những cái mẫu máy này có thể confirm bên dưới nhá. Hiện tại thì mình thấy rằng sau 5 tháng sử dụng ấy, mặt đồng hồ em này cũng đa dạng hơn rất là nhiều. Hiện ngoài việc chưa tìm ra cách mốt mặt đồng hồ ấy, thì mình nghĩ rằng cũng quá đủ để mình sử dụng rồi. Và cuối cùng phải nói vấn đề pin, thực sự pin em này quá đã các bạn ạ. Màn hình to rồi nhờ pin ấy nó còn khủng nữa. Cụ thể các bạn có thể sử dụng đến 14 ngày nếu mà bạn nào đã dùng rồi. Tất nhiên là thời gian gần đây có một số bản cập nhật có thể khiến bạn hao pin. Tuy nhiên các bạn lưu ý nhá, chúng ta hãy vào phần cài đặt sau đó tùy chỉnh. Và tiếp theo các bạn hãy tắt một số tính năng không cần thiết đi để cho thời gian sử dụng pin tối ưu hơn. Với một số mẫu band khác, ví dụ ở Mi Band chẳng hạn, mình thấy năm nay pin nó khá hẻo, chỉ khoảng tầm 1 tuần mà thôi. Trong khi đó Mi Band 5 ấy thì cỡ cao hơn một chút, khoảng tầm 10 ngày. Và cá nhân mình đánh giá cao cái mẫu đồng hồ Huawei Band 6 năm nay bởi vì không chỉ màn to mà pin của nó cũng tốt hơn so với Mi Band các bạn ạ. À, thêm một cái tính năng mình thấy rất cần thiết trong mùa dịch này nữa mà Huawei Band 6 cũng được tích hợp, đó chính là đo SPO2 liên tục cả ngày, một cái tính năng rất cần thiết trong cái mùa dịch. Còn Huawei FreeBuds 4 hiện tại thì thực sự là mình cũng không biết chê gì ở em này cả. Đang định chê em này là cái vỏ của nó dễ xước ấy, nhưng thực ra mà nói ấy, thì em này chúng ta đã được tặng nguyên một cách đi kèm, thành ra là đôi khi các bạn thấy bẩn một tí các bạn chỉ phải tháo ốp ra và lau chùi lại vậy là ok rồi.
Còn lại về phần chất âm ấy thì mình thấy ổn, em này dùng để nghe nhạc hay học online đều được. Âm lượng được cái to, thiên về bass, dùng để nghe nhạc những loại nhạc sập sình hoặc xem phim thì ổn. Còn những bạn nào mà thích nghe loại nhạc nhiều nhạc cụ nhiều hay là nghe vocal, mình nghĩ rằng đây không phải một sự chọn tốt nhất. Nhưng mà dù sao trong tầm giá khoảng tầm 1,5 triệu này ấy, thì Huawei FreeBuds 4i là một cái sản phẩm mình thấy rằng nó có rất nhiều tính năng hay và thú vị. Ngoài ra chưa kể Huawei FreeBuds 4i cũng là một cái sản phẩm cho khả năng gia công rất là tốt nhá. Chưa kể Huawei FreeBuds 4i cũng là một sản phẩm nó cho khả năng gia công tốt trong phân khúc giá rẻ. Và cái đáng tiền đó chính là pin này thực sự rất là trâu các bạn ạ, vượt trội so với những sản phẩm khác mình đã từng sử dụng. Các bạn có thể nghe hoàn toàn một mạch 6-7 tiếng mới cần sạc. Tuy nhiên điểm trừ là khi bạn sử dụng app ấy, thì ngoại trừ Huawei các thiết bị khác đều gặp một cái vấn đề gì đó rất là ma giáo, khó kết nối. Ví dụ những thiết bị Android ấy, các bạn sẽ trải qua 7-49 bước để kết nối với app Huawei AI Line. Còn với iOS ấy, thì mình chịu, hiện tại thì mình vẫn chưa kết nối được ạ. Cũng may là cái app đấy nó không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm nên chúng ta vẫn mua tốt. Tóm lại qua mấy tháng sử dụng ấy thì mình thấy rằng bộ đôi Huawei Band 6 cũng như Huawei FreeBuds 4i này tương đối ngon trong tầm giá. Chúng ta có một cái build tốt, hoàn thiện ngon. Tiếp theo đó là thời gian sử dụng pin, mình thấy rằng ok với cả hai sản phẩm này nhá. Và tất nhiên thì làm gì có sản phẩm hoàn hảo, thành ra nó vẫn sẽ có những cái điểm ngu nhất định. Ví dụ ở tháo dây ra nó hơi khó một tí, nhưng mà dù sao thì những điểm trừ đó chúng ta hoàn toàn phải gạt bỏ ra để lựa chọn bộ đôi này, bởi vì tầm giá ấy, thực sự nó quá bá rồi các bạn ạ. Các bạn nghĩ sao về bộ đôi Huawei Band 6 cũng như Huawei FreeBuds thì hãy để lại ý kiến bên dưới nhá. Và tất nhiên là thời gian hiện tại mình thấy rằng lại đang có chương trình sale các bạn ạ, thể nào nó bán được nhiều xem. Và tất nhiên nếu bạn nào đang muốn sở hữu một cái chiếc tai nghe nó cho chất âm cũng gọi là ổn, và quan trọng hơn là nó có nhiều tính năng, ví dụ chống ồn này, xuyên âm các thứ vân, hay là chiếc Huawei Band 6 chúng ta có đọ SPO2, có màn hình lớn đọc thông báo ngon vân vân, thì hãy tham khảo đường link mình để bên dưới phần mô tả nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn bạn trong các video sau. Bye bye.